Ê, biết ông Lần không? Lần nào? Ông Lần đi. Lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm. Lần đầu ăn mì thanh long hot hòn hòn. Trải nghiệm thực thật trộn spaghetti 430 calories, hải sản chua cay 314 calories, heo gà nấu nấm 318 calories, mì chay rau nấm 361 calories, thịt heo bằm 359 calories, tôm và thịt gà 362 calories, phở gà 242 calories. Làm từ thanh long nên là cũng ít calo hơn tí ha. Ăn từng loại. Sợi này đúng là màu xinh. Sợi dài phết, đúng cái kiểu dài của mấy cái loại mì người Việt mình thích này. Vị nước súp keo nha, chua cay rõ ràng, rõ mùi rau gia vị kiểu rau ngổ, xả, ớt, topping rau nhiều, mà lại có nhiều con tôm tép khô này này, nên chua thêm một xíu và ngọt thêm một xíu nữa là vừa vặn. Spaghetti. Sợi mì vẫn dài nhá, chua chua, ngọt nhẹ, khá đậm nhá. Vị bò tương đối rõ ràng, nhìn chung là dễ ăn. Vị này đúng theo kiểu là ngọt thịt này. Thật ra nó không quá rõ ràng thiên về thịt heo hay thịt gà đâu. Còn mùi vị nấm thì không nhiều lắm, kiểu cơ bản. Cái vị này sẽ ít kiểu mùi rau gia vị hơn. Nhưng mà gia vị bột tôm trong này nó cũng được hưởng sái một xíu chua cay nhẹ, nên thành ra nó cũng đậm đà hơn, dịu hơn một tí so với cái hải sản chua cay lúc nãy. Vị mì chay này tôi sẽ chưa cho gia vị vào để thử xem là cái sợi mì nó có cái vị gì không. Trong sợi mì thỉnh thoảng sẽ gặp những cái đốm đen đen thì chắc đúng là cái hạt thanh long rồi. Còn thật ra thì vị nó cũng không có gì quá khác so với mì bình thường đâu. Có chăng thì là ở cuối cái hậu vị thì nó có cái ngọt ngọt một xíu thôi, xíu xíu. Uầy, cái vị mì chay rau nấm này nước ngon. Cái nước này nó ngọt ngọt như kiểu là nấm mà rất là rõ ràng luôn. Có thoang thoảng cái vị của ngũ vị hương, có the the của ớt ở hậu vị nhưng mà không nhiều đâu. Và sợi thanh long quyện với cái nước dùng này cũng ngon cơ. Nó như kiểu là cùng nhau đẩy được cái vị ngọt từ tự nhiên lên ấy. Cứ tưởng là nhạt nhẽo mà lại ngon. Đây mới lạ. Sợi phở sẽ là kiểu biến tấu khác hơn trong số tất cả các vị. Nước phở gà sợi chua chua nhỉ. Hơi lạ nha. Nó cứ chua chua ấy, lạ nhỉ. Thật ra nếu gạt có cái vị chua lạ lạ đấy thì nó có cái mùi quế, hồi, thảo quả các thứ cũng rõ. Điểm cộng là sau cái chua là cái ngọt hậu khá là dễ chịu. Mà ăn phở nó cứ có cái vị chua nó cứ lạ lạ. Sợi phở dai ngon, cái kiểu này tôi thích này. Tôi không thích kiểu sợi phở bở bở đâu. Cái nước dùng theo kiểu vị cơ bản, rất là cơ bản luôn. Vị bột thịt heo. Sợi mì dù là có để một vài phút thì nó cũng vẫn là dai, chứ nó không phải kiểu bị bở ra. Tương đối là dễ chịu, dễ ăn cơ bản. Thành phần của sợi mì có thanh long đỏ luôn. Tặng nó ra cho bà con nhé. Ăn xong có nóng không thanh long? Ê, không nóng đâu em ơi. Tổng kết là bảng xếp hạng 7 vị theo khẩu vị của tôi: phở gà, thịt heo bằm, heo gà nấu nấm, tôm và thịt gà, trộn spaghetti, hải sản chua cay, mì chay rau nấm. Ông Hòa nhìn chung là ăn được, ok, ổn, không hề lòi lìa. Thật ra bao bì là chưa được hiện đại lắm nhé. Hiện đại hơn tí thì ok. Chưa sánh.